Những nghiệp ác từ ngàn xưa của tôi đều khởi nguồn từ lòng tham sân si. Trích Kinh Hoa Nghiêm. Tôi là Lâm Mặc. Ban ngày, tôi từng là giáo viên dạy hóa ở trường trung học Lộc Minh. Đến tối, tôi bèn lùi về sau những ánh đèn neon và sự náo nhiệt của Bangkok, là một cái Donovan phiêu du giữa pháp luật và tội ác. Còn bây giờ, thân phận của tôi là một thám tử. Một thám tử của văn phòng thám tử Đường Nhân ở Phố Tàu, Bangkok. Thám tử Phố Tàu, vũ điệu mạn Đà La. Trên người cô ngoại trừ mùi của Aonda, không có ai khác cả. Thực sự là tự cô trượt chân ngã xuống sao? Ngài thần thám, đây là báo ứng của chúng tôi. Tôi không tin điều này. Tôi cũng không tin. Sasha, Kiểm tra kỹ càng nội dung trong điện thoại của địch Nam. Rõ. Báo thù thay tôi. Cô sẽ không chết oan uổng đâu. Cảm ơn ngài thần thám. Sự việc xảy ra vào khoảng tầm 5 giờ chiều. Người sống trong chung cư đều đang đi làm. Không có nhân chứng tại hiện trường nào khác. Chung cư này cũng khá cũ rồi, không có thiết bị giám sát. Uống chút nước đi, từ từ nói. Từ lúc tôi nhận được điện thoại, tôi đã cảm thấy có gì không đúng. Đó là tiếng của địch Nam. Nhưng giọng điệu thì lại không giống chút nào. Hình như có ai đó đang khống chế cơ thể cô ấy, ép cô ấy nói chuyện. Cô ấy đã nói gì trong điện thoại? Cô ấy nói hôm qua cô ấy cũng nghe được tiếng kinh trì chú. Đã xong chưa hả? Xem ra lễ cúng kìa, chẳng có tác dụng gì hết. Thế mới nói không thể coi thường thần linh được. Khoảnh khắc đẩy cánh cửa ra, tôi bèn thấy điều gì đó không bình thường. Địch Nam. Địch Nam, cậu làm sao thế? Mình cũng nghe thấy rồi. Mình cũng nghe thấy tiếng kinh trì chú rồi. Địch Nam, cậu đừng sợ. Cậu quên rồi sao? Chúng mình đã làm lễ cúng rồi mà. Chắc chắn cậu nghe nhầm rồi. Mình không nghe nhầm đâu. Không nghe nhầm đâu. Mình không nghe nhầm đâu. Là thần Rama. Là thần Rama đang trừng phạt chúng ta đó. Địch Nam, cậu bình tĩnh lại. Địch Nam, cậu bình tĩnh lại đi. Địch Nam, Địch Nam, Địch Nam, bình tĩnh lại đi Địch Nam. À ô, mình chết một mình cô đơn lắm. Chúng mình cùng chết đi. Đừng lại đây. Địch Nam, cùng chết đi. Buông mình ra Địch Nam. Chúng mình chết cùng nhau đi mà. Địch Nam, buông. Buông mình ra. Buông mình ra. Địch Nam. Địch Nam. Cái chết của Địch Nam, tôi nguyện gánh hết mọi trách nhiệm. Nhưng tôi biết những điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì tôi tin tôi sẽ giống như A Thủy và Địch Nam thôi. Tôi trò chuyện riêng với cô ấy vài câu. Đừng diễn nữa. Cô đã lộ tẩy rồi. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi biết A Thủy chết như thế nào. Tôi cũng biết hết những quỷ kế của cô. Đây là cái bẫy cả cô, Tần Tuấn, Địch Nam và Trai Nhã cùng nhau tạo dựng. Nhưng Địch Nam lại trở mặt muốn uy hiếp cô. Thế nên cô chỉ có thể trừ khử cô ấy. Đúng không nào? Bạn thân của tôi đã từng người một chết mất rồi. Họ là những người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không hy vọng anh có thể giúp được chúng tôi. Nhưng xin anh đừng làm chúng tôi tổn thương nữa. Có được không? Để nào chúng tôi chưa đủ thê thảm sao? Còn chưa đủ sao? Sao lại đối xử với tôi như thế? Sao anh cứ nhắm vào tôi không chịu buông tha? Vì sao thế? Cái tên Lâm Mặc này còn có nhân tính không thế? Cô nói đúng rồi. Tôi sẽ luôn dõi theo cô. Vì sao anh lại đối xử với tôi như thế? Bởi vì cô có tội. Các anh định xử lý cô ta thế nào? Vụ án này đã rất rõ ràng rồi. Dấu vân tay trên cổ cô ấy là điểm mấu chốt kết án, chứng tỏ cô ấy không hề nói dối. Còn có thể xử lý kiểu gì được nữa? Thả người ra, qua loa thả một người đi như thế. Vừa chết một người đó. Cô kích động cái gì chứ? Có phải cô ấy giết người đâu. Cô có chút lòng đồng cảm nào không vậy? Người ta đã đủ thê thảm rồi, còn muốn thế nào nữa? Các anh hiểu rõ vụ án hay là chúng tôi hiểu? Tôi nói cho các anh biết, cô ta chắc chắn không phải người tốt đẹp gì. Chúng ta đã tận mắt chứng kiến biển quảng cáo đó rơi xuống. Cô quên rồi sao? Đúng thế. Cô đừng có trở nên máu lạnh vô tình như cái tên này có được không hả? Mấy người, chứng cứ. Mấy người có chứng cứ mới không? Lâm Mặc, kể từ giờ trở đi, anh không cần điều tra vụ án này nữa. Thả người đi. Bên này, xin mời. Xin cô bớt đau buồn. Cố lên. Điện thoại của địch Nam mở ra rồi. Bên trong không có gì đặc biệt cả. Cục trưởng vừa mới bảo không cần điều tra vụ án này nữa. Tôi nghe thấy rồi. Vậy thì anh, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi ủng hộ anh. Còn nữa, hãy bảo vệ Trai Nhã. Cô ấy là manh mối đột phá cuối cùng của chúng ta. Cô ta xuất viện rồi. Gì cơ? Sao có thể? Xin hỏi người bệnh ở trong phòng bệnh này đâu rồi? Ý cô là Trai Nhã phải không? Đúng thế. Sáng sớm nay cô ấy xuất viện rồi. Một mình cô ấy sao? Đúng thế. Cô có biết cô ấy đi đâu không? Tôi không rõ. Sao anh biết được? Nhờ bên cảnh sát điều tra giúp. Trai Nhã dạo gần đây có đặt vé tàu máy bay hoặc có khả năng xuất cảnh gì không? Còn nữa, tra xem tình hình tài chính dạo gần đây của cô ta. Được. Địa chỉ nhà Trai Nhã cô nhớ không? Nhớ chứ. Được, tôi biết rồi. Mau đến sân bay đi. Trai Nhã đã đặt vé máy bay ngày hôm nay bay tới Singapore. Singapore và Thái Lan không có điều khoản dẫn độ. Nếu cô ta bay tới đó, muốn bắt về cũng khó đấy. Trai Nhã năm ngoái sau khi ly hôn với chồng, tình hình tài chính vô cùng sa sút, hiện tại còn nợ tiền thuê nhà và một khoản vay ngân hàng. Đều có thể xin phía cảnh sát tạm thời cầm chân cô ta lại. Không thể, đã kết thúc vụ án rồi. Cô ta cũng không phải nghi phạm. Chúng ta không có lý do nào để giữ chân cô ta lại. Mời vào. Vui lòng kiểm tra kỹ hành lý của quý khách. Chuyến bay này là chuyến bay cấm hút thuốc lá trên toàn bộ hành trình. Chúng tôi sẽ phục vụ quý khách trên suốt chuyến bay này. Nhận thêm vào tài khoản 20 triệu baht. Bọn họ nhanh hơn chúng ta một bước rồi. Không phải bọn họ, là cô ta. Trai Nhã đi mất rồi, chỉ còn lại A Ôn thôi. Muốn định tội cô ta cũng khó hơn rồi. Đi thôi. Đi đâu? Đã tới sân bay thì không thể để lỡ mất món bún bò gần đây rồi. Anh cũng có tâm trạng đấy nhỉ? Chỉ có mỹ vị và sự thật là không thể bỏ qua. Giờ anh có thời gian trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Tối hôm trước anh đã đi đâu? Còn trả lời giải đáp cho tất cả mọi chuyện nữa. Tối hôm trước tôi tới mấy hiện trường xảy ra vụ án, suy nghĩ rõ ràng hết mọi chuyện. Tôi nói cho cô biết, vụ án này từ đầu tới cuối chỉ là một âm mưu. Đây là âm mưu A Ôn bắt tay với địch Nam và Tra Nhã nghĩ ra. Mục đích là để che đậy sự thật vụ A Thủy tự sát. Vậy anh nói từng chuyện một. Chuyện tự thiêu đã từng giải thích rồi, bột phốt pho là làm được ngay thôi. Vậy dấu tay trên cổ A Ôn là như thế nào? Cô có nhớ hôm đó bà chủ quán bar đã từng nói rồi không? Hôm đó trùng hợp trong quán điều hòa bị hỏng nên cực kỳ nóng bức. Trời hôm đó rất nóng, chẳng biết tại sao điều hòa lại hỏng. Thế thì sao? Thế nên chỉ cần một bình dung dịch thử phenolphthalein, rồi kết hợp với màn biểu diễn của cô ta. Không hiểu, cô chắc chắn học môn tự nhiên rất kém. Thêm một bát nữa, cảm ơn. Tôi ghét hết cả ba môn toán lý hóa, anh mau nói đi. Đây là câu hỏi hóa học thời trung học. Dung dịch thử phenolphthalein không màu, gặp phải kìm sẽ chuyển màu đỏ. Mồ hôi của con người một khi đổ ra rất nhiều sẽ xuất hiện trạng thái tiết ra chất kiềm. A Ôn chắc đã bôi sẵn dung dịch thử phenolphthalein trước sự việc xảy ra, sau đó âm thầm phá hỏng điều hòa, cho đến khi mồ hôi trên người đổ ra nhiều, phenolphthalein chuyển thành màu hồng thì bắt đầu màn biểu diễn đặc sắc của mình. Đây chắc chắn là một diễn viên giỏi. Màn biểu diễn trong ga tàu điện ngầm của cô ta cũng rất đặc sắc. Hành lang chợ trạm đó tôi đã xem rồi, phía trước có một kẽ hở rất lớn. Cô ta hoàn toàn có thể ẩn mình, dù không ai cứu lên thì cô ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cảm ơn. Chuyện xe mất lái tối hôm đó thì sao? Nếu quả thật là diễn kịch thì rủi ro và cái giá phải trả của địch Nam quá lớn rồi. Tối hôm đó tôi đã để ý tới quỹ đạo chạy xe cuối cùng của chiếc xe đó. Tuy không có dấu vết phanh gấp, nhưng chiếc xe đó đã đâm vào cây trước rồi mới rơi xuống sông. Lực va chạm vào cái cây đã làm giảm bớt tốc độ của xe, rồi mới chìm dần xuống sông. Một khoảng cách đoạn đường đó tầm 12 mét, tốc độ xe lại không hề phanh đến thế. Vì sự xuất hiện của chúng ta, A Ôn và địch Nam mới bắt buộc phải có mặt ở đó. Kế hoạch ban đầu lại thêm một chút gánh nặng. Tối hôm đó chắc là địch Nam cùng với A Ôn đã thương lượng xong một vài điều kiện, thế nên mới sẵn sàng phối hợp diễn kịch cùng nhau. Chiếc xe hàng second hand của cô ta còn có thể lấy được ít tiền bảo hiểm tai nạn giao thông. Nhưng vào chuyện đó, cô có nhớ trong cuốn lưu bút tốt nghiệp, ở một sở trường đặc biệt cuối cùng, địch Nam đã viết gì không? Bơi lội. Còn có một chi tiết nhỏ nữa, càng củng cố thêm cho phán đoán của tôi. Anh mau nói đi, đừng úp mở nữa. Điện thoại của địch Nam. Tra Nhã nhập viện rồi. Sau khi địch Nam rơi xuống nước, ngày hôm sau cô ta tới đồn cảnh sát, nhưng điện thoại lại không hề hỏng. Dòng điện thoại đó tôi đã tra rồi, không hề chống nước. Tôi hiểu rồi. Nếu chuyện này quả thật là xảy ra bất ngờ, thì điện thoại của địch Nam không thể nào không rơi xuống dưới nước được. Sao anh không nói chuyện này sớm hơn chứ? Quá ít thôi, không thể thành chứng cứ được. Một chi tiết quan trọng như thế tôi lại không hề phát hiện ra. Chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt. Có phải là thói quen nghề nghiệp lúc trước của anh không? Nếu bỏ lỡ mất một chi tiết thì có thể sẽ thua cả ván cờ. Cảm ơn. Lời khai của nhân viên phục vụ nhà hàng đủ để chứng minh quan hệ của ba người bọn họ và A Thủy không hề tốt đẹp. Hơn nữa họ còn rất ghét A Thủy. Nếu thế nghĩ lại thì vết ấn tay ở nhà địch Nam và tràng hạt nhà Tra Nhã dễ giải thích rồi. Nói dối. Tên của cô là phụ nữ. Anh có danh ngôn của xích bia. Được. Theo như anh nói, những gì nghe được không đáng tin. Thế những gì nhìn thấy thì sao? Vậy cũng chưa chắc là thật. Cô muốn hỏi về tấm biển quảng cáo ở cục cảnh sát hôm đó chứ gì? Đúng thế. Nó diễn ra sờ sờ ngay trước mặt chúng ta, suýt nữa rơi vào người A Ôn. A Ôn. Quỷ kế này chỉ đứng ngay sau cái chết của A Thủy thôi. Cần sự phối hợp và biểu diễn vô cùng chặt chẽ. Tình hình cụ thể hôm đó cô còn nhớ không? Là ai đã gọi A Ôn? Là tôi. Sao cô lại gọi cô ấy? Túi sách của A Ôn. Vậy cô còn nhớ là ai đã nhắc nhở cô A Ôn quên túi sách không? A Ôn, cậu quên túi rồi này. Là địch Nam. Lẽ nào tôi, cô chỉ là người vô tình tham gia vào màn trình diễn của họ thôi. Cô chỉ vô tình góp một vai nhỏ trước ống kính. Dĩ nhiên sau đó còn có một diễn viên chính, còn quan trọng hơn trước giờ chưa từng xuất hiện, nam chính của bộ phim này. Hôm đó tôi lên sân thượng tuy không phát hiện được tung tích của người đó, nhưng mùi còn vương trên cài đặt tấm biển quảng cáo đó đã trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong toàn bộ vụ án. Cũng khiến tôi hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Mùi của nước khử trùng. Đây là anh Tần Tuấn, anh ấy là bác sĩ. Trên người anh ta có nước mùi khử trùng. Vậy nên lần đầu tiên anh gặp Tần Tuấn đã nghi ngờ anh ta cũng là vì mùi này. Cảm ơn. Đúng vậy, mùi hương không chỉ là mật mã đặc biệt nhất của từng món ăn mà còn là của con người nữa. Đem những mật mã này phân tích rồi tổng hợp lại thành nhóm sẽ vạch trần được sự thật rồi. Chẳng trách thế nên anh mới nghi ngờ Tần Tuấn. Hôm đó trong tang lễ qua Thủy, anh mới thăm dò họ như vậy. Lần thăm dò đó càng khẳng định thêm phán đoán của tôi. Điều này cũng rất dễ giải thích việc ảo giác của A Thủy và một loạt những chuyện về sau. Ý anh là A Thủy trước đó không hề ảo giác, Tần Tuấn cũng có thể nghe được, vẫn truyền sóng âm. Nếu chỉ dùng âm trầm thì rất có phân biệt phương hướng. Tôi đã thử che mắt lại, dùng hai chiếc loa phát âm trầm đặt ở hai vị trí khác nhau trong nhà mình. Âm thanh kiểu đó không chỉ khiến con người thấy vô cùng khó chịu mà còn không thể nào tìm ra nguồn phát ra âm thanh. Nếu như tối nào cũng làm vậy, những người xung quanh lại không thừa nhận là nghe thấy. Quả thực rất đáng sợ. Lại thêm cảnh vụ tự bốc cháy nữa. Người không phát điên mới là lạ. Anh nói tất cả mọi biểu hiện giả dối đều vì che đậy một sự thật. Giờ anh có thể nói cho tôi biết chuyện A Thủy tự sát rốt cuộc là thế nào không? Cô ấy không tự sát. Không phải tự sát ư? Cũng phải. Ngày trước kia của anh là ngụy trang những vụ án giết người thành tự sát. Trước mặt một người chuyên nghiệp như anh thì đó cũng chỉ là một vài mánh khóe nhỏ nhặt thôi. Thôi được rồi, tôi sai rồi. Đã đồng ý với anh không nhắc chuyện trước kia nữa. Dạ cô đố đi, thầy Lâm. Để tôi đưa cô đi xem thế này đã. Anh ăn no chưa? Cũng tạm. Ăn thêm mấy bát nữa nhé. Bỏ đi, công việc quan trọng hơn. Cảm ơn. Cho tôi mượn máy tính một lát. Cô xem đi. Ngày 14 tháng 8. Buổi chiều một ngày trước hôm A Thủy tự sát. Cái này liên quan gì đến cái chết của A Thủy? Cảm ơn. Định luật bảo toàn năng lượng cho chúng ta biết vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ axit carbonic dưới nhiệt độ thường nó rất không ổn định, sẽ phân hóa thành khí carbonic và nước. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy được khí carbonic, nhưng chúng ta có thể xét nghiệm để tìm ra sự tồn tại của nó. Làm ơn nói tiếng người đi, thầy Hát Khuyển. Cảm ơn. Có nhớ chiều hôm đó chúng ta phát hiện ra chiếc tủ mới trong nhà A Thủy không? Mùi sơn còn rất mới. Chiếc tủ này anh mới mua à? Đúng vậy. Có vài thứ tôi để vào không vừa. Chiếc tủ đó được chuyển vào nhà họ. Đúng vào chiều ngày A Thủy chết. Cô không thấy quá trùng hợp sao? Đúng là trùng hợp. Nhưng nó nói lên điều gì à? Nó lên rằng chiếc tủ đó căn bản không phải để chứa đồ. Lẽ nào là chứa người? Không sai, chính là dùng để chứa nữ chính của chúng ta, A.O. Cái tủ đó chính là phép che mắt của A.O. Mục đích là để né được CCTV đi vào nhà A Thủy. Sau đó thì sao? Sau đó cô ta nấp đi. Nhưng lúc A Thủy ngủ say, cô ta đội bộ đồ ngủ y hệt A Thủy, đội tóc giả đi ra khỏi nhà. Cô nhớ nội dung đoạn CCTV mà chúng ta xem không? Từ đầu đến cuối chúng ta không hề trông thấy rõ mặt của A Thủy. Thế nên người nhảy múa ở đây là A.O. Căn bản không phải A Thủy. Anh lại thế nữa rồi. Lâm Hát Khuyển, hù chết tôi rồi. Đây chính là chân tướng tối đó. Thứ chúng ta thấy chẳng qua chỉ là A Ôn đang giả mạo A Thủy nhảy xuống đây. Cùng lúc đó, Tần Tuấn nhân lúc A Thủy ngủ say ném cô ấy từ ban công xuống. A Thủy có thể ngủ say đến mức nào mà để Tần Tuấn muốn làm gì thì làm. Amitriptyline. Amitriptyline. Trước khi A Thủy qua đời, cô ấy vẫn luôn dùng nó. Đã xét nghiệm máu chưa? Rồi, trong máu có thành phần Amitriptyline dư lại. Ngoài ra không có gì bất thường. Amitriptyline. Nhưng đó là thuốc do bác sĩ kê. Amitriptyline có thành phần thuốc ngủ, đặc biệt là uống lần đầu. Tần Tuấn chỉ cần đơn giản tráo đổi loại thuốc khác mà trước nay A Thủy từng uống, mà đến tận tối hôm đó mới cho cô ấy uống một lượng lớn Amitriptyline. A Thủy chắc chắn không dậy được. Vì còn có lời làm chứng của bệnh viện, phía cảnh sát càng không nghi ngờ gì. Trời ơi, thế thì cũng đáng sợ quá. Nhân tính vốn đáng sợ. Giờ rốt cuộc tôi đã biết A Ôn đi vào thế nào mà né được camera rồi. Không sai, cô càng lúc càng giống trinh thám giỏi rồi đấy. Vậy cái chết của địch nam thì sao? Chắc cô ấy dùng chuyện gì đó định uy hiếp A Ôn. Một người giỏi tính kế như cô ta, nếu không bị ép đến mức hết cách, chắc sẽ không dùng đến cách này. Mấu chốt là chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ cô ấy uy hiếp A Ôn. Vậy là cho dù Trang Nhã không còn nữa, chúng ta vẫn có cơ hội bắt đôi cậu nam nữ này chịu trách nhiệm pháp luật. Nói khó nghe thế, chẳng lẽ không phải? Nói đúng lắm, nhưng không phải có cơ hội, mà bắt buộc phải trừng trị đôi cậu nam nữ này theo pháp luật. Đây là phân tích toàn bộ vụ án của tôi. Trật tự. Phân tích rõ ràng đâu ra đấy. Chứng cứ đâu? Chỉ dựa vào mấy suy đoán mà cô nói thì vẫn chưa thể định tội. Tôi thấy chứng cứ rất đầy đủ mà. Đầy đủ cái quái gì? Có cái nào là chứng cứ dùng được không? Hay toàn là tưởng tượng của hai người? Ít nhất có thể chứng minh cái chết của địch nam không đơn giản như thế. Chúng ta nên tạm giam A Ôn trước. Tôi nói chưa đủ chứng cứ, nghe có hiểu không? Cần chứng cứ phải không? Hãy cho tôi thêm mấy ngày. Đã bảo cậu đừng lo vụ án này nữa cơ mà. Tôi làm việc trước giờ chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Cậu muốn thời gian bao lâu? 1 tuần. Được, cho cậu 1 tuần. Tôi cần sự phối hợp của đội. Phối hợp cái gì? Tôi cần biết mấy ngày hôm nay Tần Tuấn, Địch Nam và A Ôn có hành trình cụ thể thế nào. Càng chi tiết càng tốt, bao gồm lịch sử chi tiêu, nhật ký cuộc gọi của họ. Tóm lại không được bỏ qua bất kỳ một điểm thông tin trao đổi qua lại nào. Không có đội, chỉ có 2 người này phối hợp với 2 người. 1 tuần. Tài sản của A Thủy đã chuyển sang tên Tần Tuấn hết rồi. Giờ anh ta không chỉ chuyển một lượng lớn tài chính ra nước ngoài, mà còn bắt đầu bán đấu giá khách sạn. Thế này rõ ràng là muốn bỏ trốn. Hẳn mấy tỷ bạc. Nếu giờ chúng ta còn không có chứng cứ, thì đôi cậu nam nữ này thật sự sẽ ung dung tự tại sung sướng ở chân trời góc biển rồi. Giờ là lúc nào rồi mà anh vẫn còn ăn hả? Mấy hôm nay tôi đi theo cái cô A Ôn kia. Mỗi ngày cô ta đi dạo hết chỗ này tới chỗ khác, trông có vẻ như hoàn toàn không có chuyện gì. Không có manh mối nào có ích sao? Không, tìm ra rồi, tìm ra rồi. Tìm ra cái gì? Ngay sau hôm xe của Địch Nam bị rơi xuống nước, cô ta đã thuê một chiếc xe mới. Lâm Mặc, anh ấy bảo tôi trích xuất ra toàn bộ lịch sử ghi lại của CCTV. Sau đó tôi phát hiện, vào tối hôm trước ngày cô ta chết, cô ta đã đến một trung tâm thương mại. Thông tin kiểu quái gì vậy anh hai? Sau khi cô ta chết mà đi trung tâm thương mại, mới là lạ đấy. Nghe anh ta nói hết đã. Anh bảo tôi điều tra tất cả ghi chép về điểm chung giữa họ mà. Mấu chốt là trong lịch sử chi tiêu của Tần Tuấn, vào tối đó, ở trung tâm thương mại đó, có một điểm chung duy nhất giữa họ. Trung tâm thương mại nào? Nhã Lan ở Phố Tàu. Chúng ta đi thôi. Cái này. Có thể cho tôi xem cảnh quay trong quán cà phê không? Được. Chuyện như thế này. Địch Nam đâu? Mãi vẫn không xuất hiện. Địch Nam đến trung tâm thương mại nhưng lại không đi vào. Bãi đổ xe. Anh trích xuất cho tôi xem đoạn camera quay bãi đổ xe vào cùng khoảng thời gian đó, cùng ngày hôm đó cho tôi. Được. Chiếc xe này, chính là chiếc xe này. Quay ngược lại. Dừng. Phóng to lên. Tần Tuấn. Tôi đoán không sai. Đây không phải là trùng hợp. Địch Nam đi theo Tần Tuấn đến đây. Còn có góc độ khác, trông thấy được toàn thân không? Bãi đổ xe nào ở trung tâm thương mại cũng có góc chết. Tôi nhanh. Địch Nam không tiếp tục đi theo xe của Tần Tuấn nữa kìa. Kết thúc như vậy thôi sao? Chẳng có gì cả. Giờ phải làm sao? Vậy là đủ rồi. Đủ rồi ư? Thứ nhất, giờ chúng ta đã biết Địch Nam đi theo Tần Tuấn đến đây. Thứ hai, Tần Tuấn không vô duyên vô cớ mà ngồi đó uống cà phê. Trong thời gian một tách trà, anh ta xem điện thoại 3 lần, chứng tỏ anh ta đang chờ ai đó. Nhưng người đó mãi vẫn không xuất hiện. Phong bì thư trong tay anh ta ghi Trip.com, một công ty du lịch online tên là Trip. Thứ ba, sau khi Tần Tuấn quay xe lại, Địch Nam không tiếp tục đi theo anh ta nữa. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Địch Nam đã có được thứ mà bản thân muốn. Tần Tuấn đang đợi Aon. Aon không đi vào quán cà phê. Cô ta sẽ đi vào trong xe gặp Tần Tuấn. Vậy Địch Nam thì sao? Quay lại video hai người đó gặp nhau. Sau đó thì sao? Hôm sau sẽ cầm video đi uy hiếp Aon. Vậy Aon sẽ làm thế nào? Aon không theo sự chi phối đó, liền dứt khoát giết luôn Địch Nam. Bình thường cô dùng cái gì để quay video? Điện thoại. Chiếc điện thoại đó giờ đang ở đâu? Cục cảnh sát. Big Guy. Đến Trip điều tra một lịch sử chi tiêu của Tần Tuấn. Vâng. Kiểm tra toàn bộ chiếc điện thoại này rồi. Không có thứ mấy người muốn tìm. Nếu thứ trong điện thoại này đã bị xóa thì mất bao lâu để khôi phục? Vậy phải xem xóa bằng cách nào. Nếu là định dạng lại và ghi đề lên thì chắc chắn không tìm lại được nữa. Cách bạn nói hẳn là phải kết hợp với máy tính khác nhỉ? Đúng thế. Cô ta chắc không có đủ thời gian làm thế. Cô ta chỉ có thể xóa thủ công đơn giản thôi. Thế à? Nhưng kiểu máy này quá cũ, nhanh nhất cũng phải mất vài tiếng. Trip gửi tin bảo, Tần Tuấn đặt vé máy bay đi Singapore, chuyến bay lúc 3 giờ. Lại là chuyến bay này. Anh bảo họ tra xem có phải Aon đặt vé cùng chuyến bay không? Được. Vẫn là thủ đoạn giống thế. Bọn họ muốn đi trong chiều nay. Còn chưa đầy 3 tiếng nữa. Bảo cục trưởng phát lệnh bắt tạm giam. Cứ nói là chúng ta sắp có chứng cứ rồi. Được. Với tốc độ này của anh, rốt cuộc cần bao lâu mới có thể khôi phục? Vấn đề không phải do tốc độ của tôi nhanh hay chậm anh hai à. Do cái điện thủ này cũ quá rồi, tốc độ nó chậm. Thế nào cũng phải mất cỡ 3-4 tiếng. Đã tra được cùng chuyến bay. Xem ra họ định đi thật rồi. Vậy anh còn không nhanh lên? Liên quan gì đến tôi? Anh bảo cục trưởng nâng cấp phần cứng đi anh hai. Cục trưởng không chịu hạ lệnh bắt giam Singapore. Đến lúc đó tìm ra chứng cứ thì cũng không kịp nữa. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Anh định làm gì? Sasha, cô trông chừng ở đây. Có tin gì cứ liên lạc với tôi. Big Guy, đặt giúp tôi một vé máy bay cùng chuyến bay đó. Được, nhanh lên. Rốt cuộc anh định làm gì? Tôi đi tiễn họ một đoạn. Được. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin chào. Xin chào. Được rồi. Cảm ơn. Xin chào. Xin mời. Xin chào. Mời đi bên này. Chào cô, mời cô uống champagne. Chào anh, mời anh uống champagne. Máy bay lúc nào mới cất cánh vậy? Xin lỗi, chúng tôi xảy ra chút trục trặc kỹ thuật. Còn phải đợi đến lúc nào? Vui lòng đợi, rất xin lỗi. Các người có biết làm chậm trễ biết bao thời gian của tôi được không? Còn bao lâu nữa? Sắp rồi. Vô ích, máy bay sắp cất cánh rồi. Cái đồ thần kinh này. Xin chào, mời đi bên kia. Vâng. Thưa quý khách, chào mừng mọi người đến với chuyến bay của Thái Lan Airlines mang số hiệu TG-607. Điểm đến của chuyến bay này là Singapore. Thời gian bay kéo dài 2 tiếng 20 phút. Chiều dài toàn bộ hành trình là 1.524 km. Để đảm bảo an toàn, mời quý khách tắt hết các thiết bị điện tử như điện thoại. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Toàn bộ thành viên tổ bay chúng tôi xin hân hạnh phục vụ quý khách. Vâng, chào anh. Tình huống khẩn cấp, không thể cất cánh. Vâng. Xin lỗi các vị, máy bay tạm thời không thể cất cánh. Công ty hàng không sẽ sắp xếp mọi người đổi sang chuyến bay khác. Cảm ơn. Đã tìm được thứ đó rồi. Không chỉ có file video mà còn có file âm thanh. Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra bí mật của cậu và Tần Tuấn, A Thủy chính là bị hai người hại chết. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đi đâu cũng được. Malaysia, Việt Nam. Xin lỗi, hiện không còn chuyến bay nào nữa. Xin lỗi, anh Tần Tuấn, cô A.O. Hai người vội vàng đi đâu thế? Tôi có việc đột xuất cần đi. Giờ hai người tạm thời không đi đâu được cả. Đưa đi. Nói đi. Nói từ đầu. Mọi chuyện phải bắt đầu từ buổi tối họp lớp đó. A Thủy là người có điều kiện kinh tế tốt nhất lớp tôi. Thế nên buổi họp lớp tối hôm đó đều do cô ấy thanh toán. Hơn nữa... À, đúng rồi. Các bạn học à, hôm nay mình còn đặc biệt chuẩn bị quà cho những người có mặt ở đây. Mong mọi người sẽ thích. Cái này tặng cho cậu. Cảm ơn cậu A Thủy. Còn nữa, đây là của Địch Nam. Quà to thế này, sao mình dám nhận chứ? Đều là chị em tốt mà, nói gì vậy. Cảm ơn nhé. Còn cậu nữa, Trang Nhã. Cảm ơn. Có ý gì đây? Khoe mình giàu sao? Ai mà thèm mấy món quà rách này của cậu ta chứ? Mình nghĩ cậu ta đang sỉ nhục người khác. Mình nghĩ chắc cậu ta đang chuộc tội đấy. Ý cậu là các cậu vẫn muốn tiếp tục chứ? Chúng ta đổi chỗ khác đi. Đúng là mỗi người một số mệnh. Nhìn cái vẻ đắc ý của cậu ta kìa. Rõ ràng là do cậu ta. Nếu không phải tại cậu ta lây thương hại cho chúng ta, hại chúng ta không thể tham gia thi đại học, thì có lẽ cuộc đời chúng ta đã khác rồi. Đúng đấy. Cậu ta thì cứ như không có việc gì, ra nước ngoài học 2 năm rồi quay lại. Còn chúng ta thì sao? Cuộc đời chúng ta cứ thế bị cậu ta hủy hoại. Cậu ta tưởng chỉ với mấy món quà rẻ mạt đó mà đổi lại được cuộc sống cả đời này của chúng ta sao? Mình hận cậu ta. Chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta dễ như vậy được. Cậu định làm thế nào? Ít nhất không thể để cậu ta sống thanh thản vui vẻ như thế. Chúng ta nên tìm cách gì đó dọa cậu ta, để cậu ta nếm trải cảm giác đau khổ của chúng ta. Thực ra có một chuyện mình giấu trong lòng đã nhiều năm mà không nói cho các cậu biết. Các cậu có nhớ năm đó chúng ta cùng đi tình nguyện không? Xin Ngài phù hộ chúng con. Mong chúng con đều có thể thi đỗ vào Đại học Bangkok. Thần Rama, con mong thần có thể truyền hết vận may của ba người họ lên người con. Còn khốn thối tha. Cậu ta nói như thế thật sao? Mình tin là cậu ấy nói. Cậu nghĩ xem, sau lần đó ba chúng ta đều bị thương hàn. Rõ ràng cô ta lây bệnh cho chúng ta, mà chính cô ta lại không sao. Cậu xem mấy năm nay chúng ta sống thế nào, rồi xem cô ta sống thế nào đi. Cậu nghĩ đến kẻ đánh cậu đi. Cậu đừng nói nữa. A Ôn, cậu nói đi. Cậu định làm thế nào? Bọn mình phối hợp với cậu. A Ôn, xử con khốn ấy cho chết đi. Được. Cô ta đã đoạt hết vận may của chúng ta trước mặt thần Rama. Vậy chúng ta sẽ giao cô ta cho thần Rama. Thế nên cô không biết quan hệ giữa A Ôn và Tần Tuấn. Nếu biết, tôi sẽ không phối hợp với cô ấy. Thực ra A Thủy đối xử với các cô không tệ. Chắc các cô đều đã quên rồi. Thứ mà A Thủy tặng các cô đều là thứ các cô muốn có nhất, mà các cô ghi trong lưu bút tốt nghiệp. A Thủy nghĩ tôi vô dụng, rồi đưa ra yêu cầu ly hôn với tôi. Lúc nào? Khoảng nửa năm trước. Nhưng tôi không đồng ý. Chúng tôi cứ giằng co như thế. cho đến một ngày tôi đi uống rượu một mình. Thêm một ly nữa. Một ly brandy. Cô... Tôi là chồng A Thủy, tôi nhớ. Chúng ta từng gặp nhau ở nhà hàng một lần. Phải. Anh đi một mình à? Vậy cùng uống với nhau một ly đi. Được. A Ôn hiểu tôi hơn A Thủy. Tôi thấy A Ôn mới là người phụ nữ mà tôi muốn tìm. Thôi được rồi, tôi không muốn biết chuyện tình cảm giữa hai người. Nếu tôi ly hôn với A Thủy, tôi sẽ không lấy được gì. Vậy nên chúng tôi lên toàn bộ kế hoạch. Chuyện còn lại các người đã biết hết rồi đấy thôi. Anh có chắc là hai người... Anh có chắc anh không phải là người bị lợi dụng không? Ý cô là sao? Tất nhiên không phải rồi. Tôi với A Ôn yêu nhau thật lòng. Từ đầu đến cuối kế hoạch này đều do hai chúng tôi cùng nhau dựng lên. Cô ấy không lợi dụng tôi đâu. Cô ấy không làm thế đâu. Tất nhiên là tôi lợi dụng anh ta, bao gồm cả lần đầu gặp nhau. Đàn ông ấy mà, vốn chỉ là thứ không đáng tin. Hôm nay anh ta có thể vì tôi phản bội A Thủy, ngày mai sẽ có thể phản bội tôi vì người phụ nữ khác. Thế nên bản thân người phụ nữ phải mạnh mẽ, không còn cách nào khác. Thậm chí tôi đã lên sẵn kế hoạch, sau khi lấy được tiền đến Singapore sẽ trừ khử anh ta thế nào. Cô có muốn nghe không? Cô không thấy áy náy chút nào với A Thủy sao? A Thủy, cô ta lúc nào cũng ra vẻ hơn người, giống như lúc nào cũng có thể bố thí cho chúng tôi. Năm đó cô ta bố thí bồi thiện cho tôi, cũng là ý đồ của cô ta, hại tôi bẻ mặt trước mặt bạn học. Lúc đó tôi đã nói với bản thân, mọi thứ của cô ta tôi đều muốn. Gấp gáp như thế này, tìm mình có việc gì à? Nói đi. Cậu định làm gì? Muốn tiền? Tôi đã đưa cho cậu rồi. 3 triệu bạc. Đó là tiền tôi phối hợp diễn kịch với cậu. Còn tiền tổn thất xe của tôi nữa. Địch Nam, cậu biết tình hình của mình mà. Tôi không có nhiều tiền như thế. Ban đầu tôi cũng nghĩ cậu không có. Ý cậu là sao? Tần Tuấn có. Cậu muốn bao nhiêu? 500 triệu. Không bớt một đồng. Cậu điên rồi. Tôi không điên. Tôi không hề điên. Tài sản của A Thủy, cộng thêm mấy khách sạn của cô ta, cộng lại cũng phải mấy tỷ, giờ đều thuộc về Tần Tuấn. Tôi muốn 500 triệu. Có nhiều không? Địch Nam, cậu cũng nói, đó đều là của Tần Tuấn, không liên quan gì đến tôi cả. Cậu cứ buộc tôi phải nói thẳng toẹt ra. Cậu thông minh. Tôi cũng không ngốc. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ. Rõ ràng chỉ nói chơi đùa A Thủy chút thôi, sao A Thủy lại chết chứ? Tối hôm đó, tại sao lại bảo tôi phải diễn vở kịch ngã xuống nước với cậu? Còn hôm sau nữa, hiệu quả của tấm biển quảng cáo đó sao lại thật đến thế? Nói trúng rồi chứ. Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra bí mật của cậu và Tần Tuấn, tôi đã hiểu A Thủy chính là bị hai người hại chết. Hai người coi tôi và Tra Nhã là quân cờ, để nguyên nhân cái chết của A Thủy sang thần Rama. Giờ cậu đã có tất cả, mọi tài sản của A Thủy, còn mua vé máy bay chuẩn bị làm chim liền cánh. A Ôn, cậu thông minh quá đấy. Một lời nói dối có được cả người lẫn tiền. Địch Nam, cái chết của A Thủy thực sự không liên quan đến tôi. Không liên quan. Được. Cậu không liên quan, tôi cũng không liên quan. Vậy tôi sẽ giao cái này cho cảnh sát, xem họ có tin không. Tôi thì chẳng sao, cùng lắm cũng chỉ mang tội làm giả chứng cứ. Được. Tôi đồng ý với cậu. Tôi đồng ý hết. Thế là hờ cho cậu rồi. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu đố kỵ với cuộc sống của A Thủy. Giờ tôi chúc mừng cậu. Cậu có thể hoàn toàn triệt để. Cậu trả điện thoại cho tôi. Cậu lại còn ghi âm nữa. Cậu trả điện thoại cho tôi. Trả lại cho tôi. Cậu trả điện thoại lại cho tôi. Cậu trả cho tôi. Đưa điện thoại đây cho tôi. Đưa điện thoại cho tôi. Cậu trả điện thoại cho tôi. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi đã nói hết những điều tôi biết rồi. Có thể giúp tôi một việc không? Nói đi. Tôi muốn gặp Lâm Mặc. May mà không phải bơm thật. Nghe nói chỉ thiếu một chút thành phần gì đó thôi. Anh ta cố tình làm vậy. Cho dù có vội vàng phá án cũng không được làm bơm giả. Lỡ bị người dân noi theo tấm gương xấu thì sao? Hành vi gây rối trật tự trị an thế này chúng tôi đều xử lý nghiêm. Tôi hiểu. Không có lần sau đâu ạ. Mở cửa đi. Lâm Mặc, ra đi. Cậu có thể đi rồi. Muốn ăn gì? Tôi mời. Thịt kho tàu, cơm trắng. Đơn giản thế thôi à? À đúng rồi, có người muốn gặp anh. Chắc chắn anh không đoán được là ai đâu. A Ôn. Chán chết. Chẳng có chút hồi hộp nào cả. Địch Nam bị anh hại chết đấy. Nếu không phải do câu nói hôm đó của anh, Địch Nam sẽ không bắt đầu theo dõi Tần Tuấn. Mùi trên người anh hôm nay hơi khác đấy. Ngài thần thám, anh ngửi lâu như vậy, phải nói thử xem trong ba chúng tôi ai có mùi nhất. Mấy người các cô không có gì thay đổi, nhưng cô, mùi trên người cô hôm nay rất giống với mùi của anh Tần Tuấn. Tôi không hiểu anh có ý gì. Tôi không có ý gì khác, chỉ là mùi giống nhau thôi. Sao anh cứ nhắm vào tôi không chịu buông tha? Nếu không phải tại anh, kế hoạch của tôi sẽ không thất bại. Tôi đã nói rồi, chỉ có một nguyên nhân. Vì cô có tội. Được, tôi biết rồi. Tổng cục bỗng nhiên gọi tôi về, nói là có việc gấp cần tôi xử lý. Người cô muốn tôi đã đưa đến cho cô rồi. Cô có thể trả lời cho tôi một câu hỏi không? Cái ngày của 10 năm trước, có thật là cô nghe thấy A Thủy nói muốn đem hết vận may của mấy cô chuyển lên cho cô ấy không? Tôi không nhớ nữa. Anh có biết là anh thực sự rất giống một con chó. Một con chó dại. Tôi đoán anh căm hận tội ác như thế, chắc chắn là để chuộc tội cho mình. Chắc chắn lúc trước anh từng gây ra rất nhiều tội ác đê hèn đúng không? Anh không có dũng khí trừng phạt bản thân, nên đành trừng phạt chúng tôi chính là để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân mình đúng không? Thật ra tôi cũng ngửi được mùi trên người anh. Anh cũng giống tôi, cũng là tội nhân. Cô nói tôi giống gì? Chó dại. Cô đã bao giờ thấy con chó dại nào cắn chặt thứ gì mà dễ dàng ngã ra chưa? Chó dại. Kể câu chuyện của anh đi. Tôi thấy anh không tin tưởng phụ nữ như thế. Chắc chắn từng bị phụ nữ làm tổn thương rất nặng nề đúng không? Tôi đoán đúng rồi hả? Mặc dù tôi đã thua, nhưng tôi muốn biết người thắng anh đó là người thế nào. Muốn nghe thật hả? Tất nhiên. Đây là một câu chuyện rất dài. Thần Rama, xin hãy phù hộ cho con có được hạnh phúc. Phù hộ cho con. Mong người phù hộ cho con sau này sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Mong người phù hộ cho bọn con. Mong bọn con đều thi đỗ vào Đại học Bangkok. Thần Rama, con mong con và ba người bạn thân nhất của con được sống hạnh phúc mãi mãi.